Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. HT Exotic Zone ha. Đây là Chiều. Đây là chủ shop ha. Hôm nay Chiều sẽ là giới thiệu những cái dòng bò sát cũng như là lưỡng cư rồi khớp khiết gì tùm lum tà la hết trơn á. Đây là những thành viên của HT Exotic Zone ha. Toàn là những bạn rất là nhiều kỹ năng cũng như là kiến thức luôn, rất là giỏi luôn. Mình thấy cái này nó rất là dễ tiếp cận với là các bạn trẻ. Khỏi cần bắt ra luôn. Dạ đúng rồi, cái nắp thì tụi em cũng có đục lỗ trên. Có nhiều anh em ở trong hội thường là nuôi bằng mùng dừa, người nó ướt thì nó mới bắt đầu hô hấp được. Lúc mình tiếp xúc là mình cũng phải làm ẩm cái tay của mình. Kêu nó bự nó con hay là nó kêu tiếng giống như con. Cả hai anh. Cả hai là khi mà nó massage nó rất là to. Thích camera hơn. Hay làm trò lắm anh. Làm trò. Khi mà anh bắt nó lên ở cái size to, khi mà mình đụng vào nó sẽ hét. Kiểu như nó không chịu, kiểu vậy á. Vậy luôn đó hả? Dạ, kiểu không chịu đâu. Dạ thì tụi này nó như vậy. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, buổi sáng ngày hôm nay thì mình có mặt ở HT Exotic Zone ha. Một cái không gian phải nói là rất là đa dạng và phong phú luôn. Còn đây là Chiều. Đây là chủ shop ha. Hôm nay Chiều sẽ giúp mình coi như là giới thiệu những cái dòng bò sát cũng như là lưỡng cư rồi khớp khiết gì tùm lum tà la hết trơn á. Rất là hấp dẫn luôn. Từ mặt hình ảnh với những cái kiến thức luôn. Ok, chúng ta cùng vô clip ha. Đấy, các bạn lên đây là thấy sự chuyên nghiệp liền, là có bảng làm việc đồ các thứ, thứ 2, 3, 4, 5 chủ nhật, dòng nào rất là ok luôn. Ủa mấy cái này là của mình làm ra. Dạ, đúng rồi anh, tự tay tụi em làm luôn, là để hướng dẫn các bạn nuôi như thế nào từ A đến Z luôn á. Wow, hay quá hay quá. Có những cái sổ tay nhỏ nhỏ trong này, có về cái thức ăn rồi môi trường sống chuồng trại, rất là chi tiết luôn. Ô tụi em làm chuyên nghiệp quá em ơi, anh thích cái gu này quá. Dạ. Chơi nó phải tới vậy nè. Tại vì nếu như mà mình tư vấn mỗi người như vậy thì nó tốn thời gian, mình làm luôn cuốn cho mỗi loài luôn. Ồ hay quá. Thì mọi người về cái tự nghiên cứu xong rồi cái nào mà không rõ thì cứ hỏi sếp thêm thì nó sẽ ok hơn. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Những cái cơ bản đây. Ok các bạn. Rồi. Em muốn hít đất trước hay hít đất sau? Hít đất sau nha, để lấy sức mình nói. Lấy sức nói cho nó đã. Ok. Hay mình làm về ếch trước đi. Dạ, okay. Khá là đa dạng anh, thì bữa giờ chưa có đề tài nào về ếch. Dạ, thì các bạn ếch này thứ nhất là anh thấy nó cũng rất là hay, nó dễ tiếp cận. Dạ. Thứ hai nữa nó cũng đa dạng về gen, về màu sắc các thứ. Dạ. Thì anh nghĩ nó sẽ rất là hấp dẫn á. Ok các bạn, giờ chúng ta vô dòng này là Batman đúng không? Dạ, Batman thì hiện tại là có 2 màu ở đây chủ đạo, là màu Obino là màu vàng anh. Màu vàng ha, để em kiếm con nó to tí. Con này đi. Ok các bạn, đây là những thành viên của HT Exotic Zone ha. Toàn là những bạn rất là nhiều kỹ năng cũng như là kiến thức luôn, rất là giỏi luôn á. Thì sẽ hỗ trợ mình trong clip này, nhưng mà đặc biệt là dễ thương nữa. Dạ đây anh. Trời, cái hộp nó hơi bằng. Dạ. Ok ha. Ok. Thì đây là Pacman Obino thì nó là bạch tạng. Ok em. Nó là bạch tạng cho nên mắt nó đỏ. Còn cái dòng này là green, đỏ nó cắn. Ôi, cũng hung dữ ha. Dạ nó hơi đói anh. Green em bây giờ mình đi từ đầu luôn đi. Để dạ này tại vì các bạn anh thấy cái này nó rất là dễ tiếp cận với là các bạn trẻ, bạn học sinh. Thì đây anh nghĩ đây cũng là một cái khởi đầu cho các bạn. Dạ, đúng thì rồi. Ở tuổi học sinh thì chúng ta tiếp cận những con nào nó nói chung là nó dễ tương tác nè, dễ thương nè, rồi chi phí thấp nè, để các bạn dễ tiếp cận thì từ đó nó mới gọi là nuôi dưỡng cái đam mê của mình. Dạ, để mình lên dòng từ từ và tìm hiểu qua những cái dòng khác. Thì những cái bé Batman này cái xuất xứ của nó là từ đâu ta? Xuất xứ nó thực sự thì bây giờ xuất xứ của nó mình không có thể nói được, tại vì nó ở nhiều cái khu vực khác nữa anh. Nó có ở nhiều nước chứ nhiều không phải là nó một nước nữa. Thì cái xuất xứ chính của nó là em cũng quên mất tiêu rồi. Xuất xứ chính của nó đâu ta? Ở Nam Mỹ anh. Tại vì nhiều quá em cũng không nhớ. Không sao, chuyện này rất là bình thường luôn em. Xuất xứ nó thì ở Nam Mỹ, thì tụi này nó sống theo một cái nhiệt ở những vùng như ao bùn hoặc là những cái rừng nhiệt đới. Nói chung thì giống như những cái ruộng của mình vậy. Nói chung đặc tính của ếch là nó phải sống trong lòng lầy. Dạ, đúng rồi. Thì nó sẽ sinh sống ở đó và nó bắt những con cá, những con côn trùng mà nó ăn luôn. Như là ếch này là nó ăn mặn, nó ăn động vật thuần thịt luôn. Dạ. Con này mát size nó khoảng bao nhiêu ta? Mát size nó khoảng gần 10-15 cm anh. 15 cm là chắc cỡ này nè các bạn. Cỡ này nè. Dạ. Đó, tầm không tới đâu, không nghĩ không tới, tại vì nó tròn. Nó tròn mà nếu mà giải nó duỗi hai cái phần chân của nó ra thì nó sẽ khoảng được 15 cm. Ok. Thì thường là nó tròn nó khoảng cỡ này thôi. Mấy bé này thì anh thấy nó cũng có rất là nhiều gọi là mọt hết ta. Nó có trên chọi trên lặn không, hay là nó chỉ là dạng như chameleon thì nó phân vùng ra, mỗi vùng nó sẽ có một cái hoa văn màu sắc khác nhau? Thực sự thì ở Pacman nó chỉ có hai màu chính là màu xanh lá này nè và màu sô cô la. Thì sau khi tụi nó phối với nhau nhiều đời nhiều thế hệ rồi, khi mà mình được người ta nuôi về người ta nhân giống anh thì nó sẽ sinh ra những con như bạch tạng rồi nó ra màu đỏ rồi màu trắng nữa, có rất là nhiều màu. Nói chung là nó cùng một cái da phả luôn, nó không có một. Nó là gen, dạ, nó là về gen lặn gen chọi thôi, dạ, chứ nó không phải là cái dạng mọt kiểu hình. Dạ, đúng rồi. Ở đây là anh thấy ở đâu nó cũng nhiều lắm nha, màu vàng nè, màu xanh, có xanh dương nữa, có đỏ nữa. Có mưu tình cái màu có nghĩa là màu trong suốt thôi, nó màu trắng, trong suốt luôn, mà bụng nó trong suốt luôn, thấy nội tạng luôn, ồ hay quá. Dạ, nó rất là nhiều, hay quá. Ok em, thí dụ như mấy bé này mình chăm sóc có dễ không ta? Dạ, chăm sóc thì cực kỳ dễ, mình chỉ cần một cái chuồng nuôi rồi mình để nước sắp tới đầu gối của nó nè. Mình đừng có cao quá, tại vì khi mà để cao quá thì bé nó dễ bị lạnh. Dạ, dễ bị lạnh. Thì hiện tại là tụi em đang cho ăn là cái cử là ăn là 1 ngày 1 lần, cách 2 ngày 1 lần cho ăn khoảng 2 con cá tới, hoặc là 1 con giun đất. Dạ. Còn nước này thì tụi em thay mỗi ngày luôn. Em thấy có nhiều bạn nuôi là có bỏ cái vớn hả ta? Dạ. Vớn trong này có cần thiết không, hay là nước sắp vậy được? Vớn nó chỉ phù hợp cho những con Pacman size to anh, size to để mình set up một cái tăng và gọi là terrarium cho nó sống đi, mình trang trí nhà cửa là ngắm nhìn nó thôi, đẹp nữa, đúng không? Còn nếu như mà mình nuôi để nó sống hoặc là mình chủ đích là mình sinh sản nó thì khi mà lót vớn như vậy, khi anh cho ăn hoặc là nó liếm gì đó, nó trúng vớn thì nó sẽ dễ bị tắc ruột. Dễ bị tắc ruột, nó mấy cái cặn vớn rồi đó. Với lại cái vớn khi mà để ở đây nó sẽ hút phân vào. Mình không có mình thay nước được, chứ không lẽ mỗi ngày mình cũng thay vớn. Đúng rồi. Thì như vậy là dễ vệ sinh nhất. Dạ, đúng rồi. Như vậy là vậy. Bên Igu rồi cũng vậy các bạn, ví dụ như làm một cái chuồng mà cho nó đẹp thì nó sướng về mặt thẩm mỹ, có như là nhìn ngắm nó rất là ok, nhưng mà cực cái khâu dọn dẹp lắm. Nó đái trong đó rồi, hoặc là sử dụng những cái hồ kính, chúng ta lót chuồng bằng cái gỗ thông, hoặc là nói chung là cái chất liệu lót nền nào cũng vậy hết trơn á. Thì nếu mà đi vệ sinh nó đi ị á thì chúng ta hốt ra còn được đi, nhưng mà nó tiểu rồi nó thấm với mấy cái kia là hôi lắm. Cho nên là gọi là tiện lợi về mặt chăm sóc rồi sinh sản các thứ, thì thường là làm cái chuồng lưới thì nó đi phân xuống dưới dễ hốt hơn. Giống như bên này là chúng ta ví dụ như thay nước thì chúng ta bắt bé nó ra xong rồi đổ nước này đi, thay nước mới vô thì nó sẽ rất. Tụi em cũng có thiết kế một cái lỗ ở bên hông để khi mà thay nước là tụi em sẽ đổ nước ra luôn, khỏi cần bắt ra luôn. Dạ, đúng rồi. Cái nắp thì tụi em cũng có đục lỗ trên, nó có cái phễu châm nước vô luôn anh. Tụi này nó về cơ bản thì nuôi sống thì dễ, mà nuôi đẹp thì khó. Nếu mà nuôi đẹp thì mình cần sử dụng những cái chất nền, ví dụ như nền nuôi của nó đó, là mình phải sử dụng đất. Có nhiều anh em ở trong hội thường là nuôi bằng mùn dừa anh. Khi mà mùn dừa nó tiếp xúc với ẩm đủ lâu á, nó sẽ sinh ra cái con mai. Cái con đó sẽ ký sinh lên trên cái con ếch của mình. Nó hút máu, nó cho ếch mình nó yếu từ từ rồi chết luôn. Thì đất á, tụi em cũng nghiên cứu khoảng 2-3 năm nay, cũng làm được một cái loại đất thì tụi em đang lót ở đây nè. Nghiên cứu làm luôn. Dạ, đúng rồi. Thì những cái loại đất này á, có thể giúp cho tụi ếch nó sống ok hơn, nó sẽ không bị dính mai. Nếu mà để nuôi đẹp, em đang nói về cái vấn đề nuôi đẹp rồi. Còn nuôi sống thì dễ, rất là dễ sống, đúng không? Thôi cái anh này anh hùng quá. Cắn đau không ta? Cắn đau anh, nó là lực cắn tuyệt vời nhất trong loài ếch luôn á. Vậy hả? Không lẽ mình test nữa. Em bây giờ nãy em nói là để nuôi sống thì nó đơn giản, đúng không? Thì thứ nhất là mình đang nói về nuôi sống trước đi, phân tích về nuôi sống đi. Thì cái cái điều kiện cho nó sống là cái gì ta, về nhiệt độ, về có cần về ánh sáng hay là ăn uống như thế nào em có thể nói cho các bạn newbie á. Ok. Tại vì cái kênh của anh thì các bạn nhỏ cũng xem khá là nhiều và rất là hứng thú để tìm hiểu những cái kiến thức này. Thì mình mồi cho mấy bạn thèm ghiền, các bạn tự nghiên cứu thêm nữa. Ok anh, về cơ bản thì ếch này sống ở nhiệt độ khoảng 28 độ trở xuống ha. Trên 28 độ nó vẫn sống được, nhưng mà mình đừng có giữ cái nhiệt độ nó quá lâu, sẽ ảnh hưởng tới cái tốc độ sinh trưởng của con ếch. Thì khoảng 28 độ trở xuống, và độ ẩm thì là trên 80%. Trên 80%, mà đổ nước kiểu này là ẩm bao full rồi. 80%, cái này là trên 80%, còn nếu như mình set up ra đất thì nó khoảng 60% thôi là ok. Còn về cho ăn thì có thể cho ăn các loại như sâu, dế, rồi cá, rồi giun đất, hoặc là những con cá mình mua ngoài chợ rồi mình sắc nhỏ ra mình đút ăn cũng ăn luôn. Nói chung là cái thức ăn này khá là đơn giản. Đúng rồi, rất là đơn giản, cả thịt bò, cả thịt heo gì cũng có thể ăn được hết. Đại loại là nó ăn thuần động vật, nhưng mà loại nào cũng được. Loại nào cũng được. Thì 2 ngày mình cho ăn một lần để tránh cái tình trạng bị phình bụng và không tiêu hóa được. Tại vì tụi này nó ăn nó không có điểm ngừng, nó ăn rất là hung, nó ăn rất là nhiều, nó ăn không biết no. Bao tử coi như thạch xanh luôn, cái đường như là rất nhiều. Bao tử nó như cái túi Doraemon vậy. Có cần đèn biết gì không em? Dạ không cần đèn anh. Về ánh sáng thì mình thậm chí là tụi em sẽ khi đang như thế này thì tụi em để cho dễ nhìn, còn ngày thường là tụi em tắt hết, tắt đèn hết luôn. Mình có thể phối hợp là một tuần mình cho nó phơi nắng khoảng 2-3 phút. 2-3 phút nắng buổi sáng. Dạ, nắng buổi sáng, và phải có cái phần che. Giống như là bây giờ mình để một chỗ nắng thì phải có chỗ che để nó nóng nó né. Giống như Iguana. Ok. Dạ. Nếu vậy thì nó rất là đơn giản luôn, rất là tiện lợi luôn. Ví dụ như các bạn trẻ mà bận việc học hay việc làm gì đó thì coi như là đi làm về thậm chí 8-9 giờ cho ăn vẫn được. Dạ đúng là một ngày mình chỉ cho ăn một lần thôi. Không có cần phải tốn thời gian phơi nắng hoặc là phải set up cái gì đó quá nhiều các bạn, rất là đơn giản luôn. Cái này nó mau lớn không ta, bé nó mau lớn không? Ở cái thời điểm mà từ size baby khi mà nó mới vừa rụng đuôi á tới cái size 6-7, size 6-7 là cỡ này nè. Thì rất là mau lớn, khoảng chừng 2 tháng là anh có thể đút nó lên tới cái size đó rồi, không tới 2 tháng nữa nếu anh cho ăn nhiều. Sau cái size này bắt đầu nó sẽ chững lại. Dạ, nó bắt đầu sẽ chững lại thì khoảng 2 năm thì nó sẽ bắt đầu trưởng thành. 2 năm mới trưởng thành. Chính ra nó cái thời gian trưởng thành nó cũng lâu quá ta. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là trưởng thành để có thể sinh sản đó, hả? Dạ, mình so cái độ trưởng thành là khi mà nó không còn lớn được nữa. Coi như là max size á. Dạ, max size. Max size là 2 năm. Khoảng 1 năm mấy là nó bắt đầu có thể sinh sản được rồi. Trong cái bộ môn này á, thì coi như là nuôi sống thì đơn giản đúng không? Nuôi sống thì đơn giản. Quên nữa, còn em cho ăn thì như thế nào ta? Em lấy cái kẹp hả? Em kẹp. Đúng rồi, em cho ăn thì em sẽ sử dụng một cái ở shop em hay gọi là cái đồ lông đao. Dạ. Thì em cứ bắt mồi rồi em cho vào miệng rồi để đó thôi. Hoặc là mồi sống em cứ để cho nó sẽ bắt đầu nó chảy đây. Bơi đây thì bé nó sẽ tự bắt. Sẽ tự bắt mồi. Để nó mới kẹp, nó mới cắn cái đó nó rất là máu lửa ha. Đúng ra đó các bạn. Mình đi quay mấy cái này thì một trong những cái hình ảnh mà nó sẽ hấp dẫn và thật ra nó cũng rất là chân thật ha, tại vì đây là một cái điều kiện sống nó là như vậy. Ở trong thiên nhiên thì con này sẽ ăn con kia, nó có những loài gọi là thiên địch các thứ, thì đúng ra những cái hình ảnh nó hấp dẫn thì mình sẽ quay cho các bạn coi những cái hình ảnh mà ví dụ như con ếch này nó sẽ ăn sâu nó như thế nào, rồi con bò cạp nó ăn con dế như thế nào. Thì cái này là tự nhiên nó là như vậy, nó là một cái gọi là cái dòng tuần hoàn của cuộc sống này ha. Nhưng mà tụi nó Facebook rồi YouTube đồ này nọ các thứ rồi TikTok rồi nó khó, nó coi những cái hành động này là giống như là bạo hành động vật, cho nên là đôi khi là mình chỉ diễn giải bằng lời nói thôi chứ không có hình ảnh cho các bạn coi được, các bạn thông cảm ha. Nhưng mà cũng dễ hình dung, dù bạn để cái cây đó ở đây là nó đã há họng ra nó đòi ăn rồi. Cái video vậy là đớp thôi. Tại vì tụi em cho ăn quen miết thì khi nó thấy cái nhíp là nó xác định là tao được tới giờ ăn rồi, có đồ ngon ăn rồi, tao quất đây. Chưa biết có đồ ăn hay không. Rồi coi như là cũng dễ dụ, ham ăn là dễ dụ ha. Còn nếu mà nuôi đẹp thì sao em? Em nói nuôi sống thì dễ, còn nuôi đẹp thì nó khó hơn. Nuôi đẹp thì nó sẽ cỡ một cái tăng như thế này, cầm xuống giùm anh đi bé. Cả cái tăng bullfrog xuống luôn. Trong đây có một con ếch luôn. Đây tụi em hoàn toàn là đây là những cái tăng cũng rất là đẹp các bạn ha. Lấy cái đèn chiếu vô chảnh quay. Mấy cái tăng này là em tự thiết kế hả? Dạ, tự làm luôn. Tầm luôn đó. À, tầm luôn. Theo ý thích của em. Okay. Đây là thì tụi em sẽ lót đất. Bây giờ nó hơi quậy cho nên nó sẽ hơi tàn chút xíu. Lúc làm đẹp lắm. Rất là tự nhiên. Thì mình sẽ cố gắng mình set up một cái pond. Một cái pond là nó sẽ là một cái ao. Dạ. Thì cái này mình chỉ chăm nước vào này thôi. Và khi mà mình xịt ẩm mình sẽ xịt sơ lên trên cái thành. Ok. Để cho giữ cái độ ẩm ở bên trong. Khi mà các bé, tại vì ở ếch nó sẽ cái hệ bài tiết của nó là nó sẽ lộn em nhầm cái hệ cái tuần thở là cái gì đó? Hô hấp thì nó sẽ hô hấp qua da. Ok. Và khi mà người nó ướt thì nó mới bắt đầu hô hấp được. Cho nên khi mà tụi em tiếp xúc với tụi này á, tụi em cũng phải để cái tay em ướt. Và em đụng vào nó nó sẽ không bị phỏng á, tại vì cái nhiệt độ con người mình nó hơi, cái da của nó hơi nhạy cảm. Thì đó, thì mình set up, mình cố gắng set up như thế này thôi. Hay không các bạn? Là nó sẽ hoàn toàn gần giống với tự nhiên nhất. Bản thân mình thì cũng rất là mê động vật, nhưng mà mê cái dòng khác, dòng này, đâm ra là những cái thông tin này đối với mình là nó rất là hay luôn và rất là mới mẻ luôn. Thì mình nghĩ là một số bạn coi clip thì cũng biết rồi, nhưng mà đại đa số chắc cũng là không biết đâu. Đó, hay nhất là ở chỗ là nó hô hấp qua da ha. Thì mỗi loài nó có một cái cơ chế khác nhau, chứ không phải ai con nào nó cũng hô hấp bằng cái lỗ mũi đâu, bằng phổi đâu. Này hô hấp qua da. Đó, thì da nó ẩm nó sẽ mới hô hấp được. Đó, mà cái hay nữa là lúc mình tiếp xúc là mình cũng phải làm ẩm cái tay của mình. Ướt thì mình đụng vô bé nó không bị phỏng, còn không thì tay mình sẽ rất là nóng. Dạ đúng rồi. Tay nếu mà bình thường khô là nó nóng, đụng vô là bị phỏng luôn. Ghê ha. Có thể bị phỏng anh, có thể bị phỏng là tại vì da nó quá mẫn cảm cho nên mình hạn chế cái điều đó. Ok, thì cái da của ếch thì đặc biệt lúc nào nó cũng nhớt nhớt. Dạ đúng rồi. Nó cũng nhớt nhớt để nó giữ đừng có bị khô. Thì tụi này nó có một cái cơ chế phòng thủ của nó là khi ở ngoài tự nhiên ha, sẽ có những cái lúc mà điều kiện nó không có độ ẩm như ý thích của nó. Thì bắt đầu nó sẽ vô một cái trạng thái gọi là ngủ khô. Ngủ khô là như thế nào? Ngủ khô thì cái con ếch nó sẽ bắt đầu co người lại gần giống như vậy. Và ở cái màng xung quanh người nó sẽ được bao bọc một cái lớp giống như là collagen đó. Dạ, thì nó sẽ bao bọc người lại và nó ngủ khô luôn. Nó ngủ khô khoảng 2-3 tháng. Thường ở ngoài tự nhiên là sẽ có những cái mùa bị khô hạn. Nó ngủ tới khi nào trời mưa thôi. Là lúc đó nó sẽ chui xuống dưới đất nó ngủ. Dạ đúng rồi, nó sẽ chui xuống dưới đất. Hoặc nó tìm một cái góc nào đó, hang hốc đó, nó sẽ ngủ luôn. Hay quá các bạn. Các bạn nghe những cái điều bình thường giống như là con gấu ngủ đông thì này, chuyện này con nít nó cũng nghe rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà hôm nay nghe cái khái niệm ngủ khô của ếch là thấy hấp dẫn ha. Thấy đúng là thiên nhiên kỳ thú. Như là mỗi loài nó đều có cái cơ chế phòng thủ, rồi cái khả năng thích nghi của nó với lại thiên nhiên, với lại này nọ mọi thứ, nó rất là hay luôn. Mấy triệu năm tiến hóa mà anh. Mấy triệu năm tiến hóa luôn. Thì vậy mới hấp dẫn á. Thì bé này là phải Batman hả ta? Dạ, bé này là Bullfrog anh. Nó là con ếch to thứ nhì thế giới ha. Bullfrog hả? Dạ. Là ếch bò đó hả? Mấy con mà bự chà bá. Ồ. Anh thì thấy mấy con Bullfrog nó size chà bá của anh em rồi, mà lần đầu tiên mới thấy một bé nó nhỏ nhỏ như thế này. Bé này là thôi sẵn bé này là lan man qua chút xíu, gọi nó Bullfrog là tại vì sao ta? Nó kêu nó bự con hay là nó kêu tiếng giống như con? Cả hai anh. Cả hai là khi mà nó massage nó rất là to. Đúng rồi. Con đực nó có thể to gấp đôi con cái hoặc là gấp 3 con cái luôn. Còn khi mà người ta gọi là Bullfrog đó, tại vì ở cái khu vực của nó sống á, khi mà vào ban đêm á, tự nhiên nghe tiếng bò kêu thì là nó kêu chứ không phải con bò nào kêu hết. Ở ngoài ao bùn mà làm gì có con bò nào ở ngoài đó. Dạ, nó kêu như con bò đó, kêu như con bò luôn. Dạ, kêu như con bò, nhưng mà nó phải size lớn hơn. Này nó đang sung nè, đang hốt camera nè. Đang hốt camera, đang sung á, trống á. Ồ đẹp quá ta, mắt nó hơi đỏ ta không? Thấy hơi đỏ đỏ không? Dạ em nghĩ chắc là đèn đó. Chắc đèn nó đánh vô là đỏ đỏ. Này em nghĩ là nó sẽ táp. Không, nó thích camera hơn. Mấy cái dòng ếch này á, thì cái đặc tính của nó hiền hòa ta, hay là nó, tại vì nãy bé kia anh thấy nó khá là sung, khá là năng động. Nếu đối với con người mình á, thì thực sự ếch nó nhìn mình giống như con quái vật vậy á. Cho nên nó sẽ bắt đầu nó sẽ phòng vệ hết. Phòng vệ với mọi thứ, khi mà những cái gì bự hơn nó sẽ phòng vệ hết. Nhưng mà ở ngoài tự nhiên thì nó rất hiền hòa. Nó coi như là nó không có chủ động tấn công một thứ gì đó, nó chỉ ăn khi đói thôi, nó chỉ tấn công khi đói thôi. Rồi nó gặp người con người là nó bỏ đi đúng không? Dạ, đúng, nó bỏ chạy đúng không? Chứ nó không có lao tới nó dứt mình. Đúng rồi. Mà nhiều khi mình dứt nó trước. Đúng rồi. Đồ ăn ở châu Phi. Đây, con này là đặc sản châu Phi. Đặc sản châu Phi. Đây là cái nguồn thực phẩm ha, nguồn chứa đạm của người châu Phi. Nó mề tay anh. Mề. Ây da, trời ơi. Hết hồn ấy. Ồ, cái lúc mà nó tấn công, nó tự vệ là nó phòng người lên hả? Này giống cái gì ta? Ôi trời ơi, cắn quá. Nhưng mà cắn không đau bạn ha. Con này cắn mới đau anh, Pacman cắn. Pacman cắn mới đau, Bullfrog cắn không đau. Này nó giống như cái gì ta? Cáp mô công của cáp mô công của Âu Dương Phong á. Ồ. Ủa tính nó không thích công. Có công là được rồi. Ok em, nếu mà để nuôi đẹp á thì là mình sử dụng những cái tăng như thế này và setup như thế này ha. Có nghĩa là nó sẽ gọi là nó thoải mái hơn, đúng với môi trường tự nhiên. Nó sẽ cố gắng đúng với môi trường của nó nhất. Tại vì khi mà mình setup full đất á, nó không có một cái pond. Anh phải cố gắng tạo được một cái pond cho nó thì nó mới sống được. Thì nó sẽ coi như là nó thật sự thoải mái và nó sẽ đẹp. Dạ đúng rồi. Khi nó đẹp là nó lên màu sắc nó đúng rồi anh, khi mà đẹp thì nó màu sắc nó sẽ tốt hơn nè. Rồi giống như mình thôi, mình mà sống cuộc sống mình không có stress, mình đẹp trai lắm. Không phải như anh em mình. Em nói vậy ta ngồi kia ta sượng sượng ha. Cũng gửi gắm đôi lời. Ok. Em mấy bé này sinh sản có thể sinh sản trong cái môi trường nhân tạo đúng không? Dạ được anh. Dạ được. Nhưng mà nó dễ không? Nó khó anh. Khó. Thật sự là đối với những người không biết thì khi mà tiếp xúc với cái việc mà sinh sản của ếch này nó rất là khó, tại vì nó cần một cái gọi là em không biết cái đó gọi là mình giả lập thiên nhiên cho nó luôn. Mình giả lập thiên nhiên cho nó luôn, tại vì tụi này nó sẽ có một cái cơ chế sinh sản sau khi mùa mưa, mà sau khi nó đã ngủ khô. Bắt đầu tới mùa mưa đó anh thì con cái nó sẽ bắt đầu ngủ khô, hoặc là trong nhân tạo mình sẽ cho nó ngủ đông, mình cho nó vô tủ lạnh. Cho vô tủ lạnh luôn? Dạ đúng rồi. Dạ, sau khi nó ngủ khoảng 2-3 tháng bắt đầu con cái nó sẽ ôm trứng. Ha, con cái sẽ ôm trứng, có lộn không ta? Đúng rồi. Thì mình sẽ tạo một cái tăng thật là to, mình cố tạo một cái dàn mưa nữa. Cái dàn mưa đó nó sẽ chảy xuyên suốt, nó sẽ bơm mưa xuống xuyên suốt, làm cho con đực với con cái khi mà nó gặp cái thời tiết đó nó sẽ phối với nhau, và nó đẻ thẳng ở dưới đó luôn, nó sẽ đẻ nồng nọc ở dưới trứng, trứng xong bắt đầu mới nở nồng nọc. Thì nó hơi nhiều quá trình, khó. Không biết các bạn nghe Chiều chia sẻ như thế nào, nhưng mà cả bản thân mình nghe chia sẻ thì rất là hay luôn, và mình hình dung á, có nghĩa là mỗi một cái giống loài á, nó sẽ có một cái nhịp sinh học khác nhau và nó liên hệ trực tiếp với lại những cái mùa màng ở trong năm. Có nghĩa là theo anh hiểu á, cho nó ngủ đông á, thì nó giống như trong tự nhiên là nó cũng có mùa đông. Nó sẽ ngủ, nó ngủ sau khi nó ngủ xong á, thì nãy Chiều có chia sẻ là làm một cái dàn mưa, nước chảy liên tục luôn. Thì nó giống như là mô phỏng cái mùa mưa ở trong tự nhiên. Thì những cái con ếch, những cái loài động vật này nó sẽ dựa theo những cái thay đổi thời tiết đó mà nó biết là tới cái mùa sinh sản của nó chưa. Không biết anh hiểu vậy có đúng không? Dạ đúng rồi, y chang luôn anh. Nhưng mà cái đó là cái tìm hiểu về cá nhân của em thôi, chứ thực sự là em chưa có thực tiễn. Cái đó là em đọc về tài liệu những cái anh ở nước ngoài người ta làm. Không thì cũng rất là đúng đó bạn. Con người của mình đôi khi là không có cảm nhận cái sự thay đổi của cái môi trường bên ngoài qua những cái mùa mưa đồ, có nghĩa là chúng ta quá quen thuộc rồi. Đôi khi nó ảnh hưởng từ ý thức nữa. Như ngồi xe hơi thì thấy trời mưa đẹp quá, rồi ngồi xe máy thấy sao mưa hoài. Nhưng mà đối với con vật á, thì nó rất là quan trọng ha. Ví dụ như trong cái farm của mình á, mỗi lần mà mưa lên á là những con núi vàng á, bò ra đi chơi tung tăng mà rất là mạnh luôn, và thường là nó phối giống dưới trời mưa luôn. Trời mà mưa càng lớn là hai con đực bò ra kiếm con cái phối luôn. Chim đồ cũng vậy, đẻ trứng vô mùa mưa không à, kiểu mưa nó mới mơn trớn. Nó là sự sống. Mưa là sự sống của nước cây. Em mơn trớn là con mắt em đá em thấy nó hạp ghê. Ok. Vậy thì mấy bé này ở đây em có sinh sản không nè? Dạ không anh, em hoàn toàn em không có sinh sản các bạn này. Rồi đẻ ra nòng nọc, từ nòng nọc mà hình thành nên con ếch thì khoảng tốn bao lâu? Khoảng 2 tuần tới 4 tuần anh. 2 tuần tới 4 tuần. Dạ. Cái quá trình nó đẻ ra nòng nọc nó có gì hấp dẫn không? Anh thấy lâu lâu anh thấy ở trong tự nhiên anh nó có những cái bọt á, trắng trắng á, là như cái đó là trứng của cóc hay là ếch? Trứng của cá. Cá không? Dạ. Nó dính trên mấy cái khúc cây đâu mà trên bờ mà. Nếu mà dính trên khúc cây thì thường là ốc sên. Còn trứng của ếch đó, nó chìm. Đa số em thấy những coi cái hình ảnh em coi là nó chìm hết. Nó chìm xong rồi nó hình thành nên cái con nòng nọc rồi nó mới nổi lên, nó bơi. Dạ nó bơi rồi bắt đầu nó mới mọc chân đứt đuôi rồi lên bờ. Ồ, quá là hay luôn. Nếu mà nó khó như vậy tại sao anh thấy anh em cứ gọi là phá giá, ta đâu có dễ sinh sản đâu mà cứ phá giá rồi này nọ. Tại vì ở ếch sinh sản một lần nó rất là nhiều con anh. Nó khi một lứa của nó có thể đẻ 400-500 con bình thường. Và cái tỷ lệ nở nó... tỷ lệ nở của nó khoảng 60%, 50-60%, thì cái số lượng nó cũng khá là lớn. Ví dụ như anh nuôi cả 10 cặp thì một mùa anh sinh sản được 5.000 con rồi. Thì anh chia lại 60% thì anh cũng còn quá trời. Quá trời, ba con bở 3.000 con. Dạ. Còn quá trời luôn. À, vậy là tụi này sinh sản một mùa cũng có một lần thôi. Dạ, một mùa một lần. Là mình cái này mình phải tạo điều kiện. Vậy có ai ở Việt Nam mà em biết là có thể nuôi tụi nó theo kiểu tự nhiên luôn không ta? Có thể nuôi ngoài trời đồ này nọ các thứ rồi tự sinh sản rồi tự này nọ. Cái người mà em thấy được nuôi được bé ở ngoài trời rồi tự sinh sản chắc có mình anh thôi. Anh thôi. Em chỉ biết có mình anh thôi. Nhưng mà anh chưa nuôi hết Batman. Dạ. Thấy cưng. À, còn cái chuyện mà nó giao phối thì nó như thế nào ta? Em chưa thấy. Em có thể mô tả nó giao phối như thế nào? Cũng giống con người mình trên dưới hả ta? Con đực nó bò lên mình. Rồi nó sẽ ôm con cái đi cái chỗ mà để cái sẽ đẻ trứng, rồi con đực nó sẽ tưới tinh trên trứng nữa. Ồ, con cái nó đẻ trứng trước hả? Dạ, nó đẻ trứng trước. Nó đẻ vô cái hang hay là cái ao nước. À, đẻ vô cái ao nước. Xong con đực sẽ tưới tinh lên đó. Dạ. Ôi, cái vụ thụ tinh này hơi lạ rồi. Tưới tinh lên nữa. Không có tiếp xúc da thể da vậy sao vui ta? Vui được. Nhưng mà cũng rất là hay ha các bạn ha. Con cái nó sẽ đẻ trứng vô cái ao nước trước, xong con đực mới tưới cái tinh lên đó thì tinh nó mới thụ tinh với cái trứng đó. Ồ, giống như cá hồi hay là gì em cũng thấy làm kiểu đó. Hay quá. Dạ. Hay quá rồi. Bây giờ mình thí dụ như một cái bé cơ bản nhất thì nó khoảng bao nhiêu chi phí thì có thể đón bé nó về chăm sóc ta? Ở Bắc Mang thì hiện tại cái giá thành nó cũng rất là êm anh. Thì nó khoảng 200 tới 300 ngàn một bé thôi. Ví dụ như các size như thế này thì tụi em nó bởi vì nó to rồi, nó qua cái quá trình baby là cái quá trình khó nuôi nhất rồi. Cho nên giá nó sẽ hơi nhỉnh chút xíu, là bé này khoảng 250 thôi. 250. Dạ, còn bé vàng thì nó khoảng 300. 300 Albino thì nó mắc hơn chút đỉnh. Albino thì nó mắc hơn chút đỉnh. Thì dòng Albino này mắt nó cũng mờ y như những dòng Albino khác đó. Dạ, nó thậm chí là lúc nhỏ nó không thấy đường. Không thấy đường luôn. Nó hơi, nó chỉ thấy mờ mờ thôi. Lúc mà nó nhỏ xíu luôn á, nó mới nở luôn á thì em cho ăn cái gì ta? Lúc mà mới nở thì mình vẫn cho ăn trùng chỉ luôn ha. À, cái con trùng chỉ đỏ đỏ. Dạ đúng rồi, trùng chỉ, hoặc là mình cho ăn sâu gạo. Sâu gạo. Rồi em bỏ vô trong hồ và tự nó bu lại nó ăn thôi. Đúng rồi. Mình có thể nuôi cộng đồng được không ta? Cái này nuôi bầy đàn được không? Không anh, tại vì tụi này nó có tính lãnh thổ. Tụi này nó bảo vệ lãnh thổ của nó ghê lắm. Nhưng này đây, anh thấy. Hợp thể đó, nó sẽ hợp thể với nhau đó. Hợp thể. Dạ. Nó ăn nhau. Con nào nhỏ con đó bị ăn. Coi như là con nào nhỏ là bị nhai. Nhưng con lớn nó nhai xương luôn. Cho nên phải tách ra riêng. Ok. Sẵn đây mình coi con bút chẹt đúng không? Con bút chẹt là con gì? À, ok. Con ếch hề. Mình có sẵn thì làm ếch luôn. Quá hay luôn. Con này gọi là ếch hề. Dạ, ếch hề. Em có thể giới thiệu cho mọi người tại sao nó có cái tên này không? Thứ nhất là mặt nó ngáo như hề. Dạ đây. Thứ hai nó hay làm trò lắm anh. Làm trò. Khi mà anh bắt nó lên ở cái size to, ở cái size to hơn size này, khi mà mình bắt lên mình để ra ngoài, tới lúc người nó khô, nó khi mà mình đụng vào nó sẽ hét. Kiểu như nó không chịu, kiểu vậy luôn đó. Kiểu không chịu đâu. Dạ thì tụi này nó là như vậy. Ok. Rồi quá hay luôn. Vậy cái gì gửi anh này để nè. Thì tụi này nó khác với lại Pacman hoặc là Bulldog. Pacman Bulldog nó sẽ là dạng sống bán cạn. Nó sẽ cần phần khô phần nước. Nhưng mà bé này thì không, bé này thì full nước luôn. Full nước, thuần nước luôn. Ở cái size này thì em có thể em chỉ để nước thấp như vậy thôi. Nhưng mà khi mà size lớn á, mình có thể để full nước luôn, để nước cao bạn có thể bơi thoải mái. Dạ. Có cần có cái gì ở trên bờ cho nó không cần luôn anh, nó hay lắm, nó tự nổi được. Nó coi như là nó nổi lần bình trên nước luôn. Hay quá ta. Con này bé này thì coi như nó lớn hết cỡ được nhiêu? Dạ, lớn hết cỡ được khoảng 10 cm. 10 cm. Hay quá. Rồi để đạt được cái size đó lâu không? Khoảng em cũng không nhớ nữa, tại vì tùy con, mỗi cơ địa cho nên không nắm được, khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi. 1 năm, 1 năm rưỡi. Rồi cái 20 xăng lần hả? Wow, 20 xăng lần, 20 cm. Đã bạn. Nói chung cái gu của người chơi á, nó lúc nào nó cũng phải, ví dụ như con nào nhỏ thì thích nó bự, mà con nào bự thì thích nó nhỏ lại. Thực sự thì 20 xăng là do ở ngoài tự nhiên anh. Đúng rồi. Ở ngoài tự nhiên mình sẽ phát hiện ra những cái cá thể 20 xăng. Còn khi mà mình nuôi nhốt á, cái size trưởng thành nó sẽ bị thu hẹp lại, tại vì mình nuôi không đủ cái môi trường nó sinh sống thì nó hơi khó. Ok. Có đạt được kích thước đó. Hôm nào mà có cái dạng mà size to to hú anh dạ, làm bé về chơi anh coi nó làm hề như thế nào. Dạ. Còn nuôi nó từ nhỏ này cũng hơi lười. Dạ hơi lười. Cái này cho ăn nó cũng vậy ha, đơn dạ, giản cũng y chang vậy thôi, mà bé này còn ăn dữ hơn con Batman nữa. Ăn dữ hơn Batman dạ. Hả? Ồ. Chỉ thua bạn Bullfrog thôi. Ồ. Ok. Cái mặt nó cũng ngáo mặt nó ngáo vậy đó. Ở bên trong nó là thấy da nó mỏng lét luôn đó bạn. Dạ mỏng. Da mỏng lét luôn. Đầu đụng lên là nó phình ha. Đặc biệt của mấy con ếch đụng vô là ở đầu nó phình rồi nó làm. Anh Nam có cái nội tại là đụng vô con nào của nó muốn cắn anh. Khá là dễ thương hả bạn ha. Hiền. Ok. Đang tính nói gì tự nhiên cười cái quên mất tiêu. Coi như là con này mình cho nó bơi nó lặn ở dưới luôn, khi dạ. nào mà nó muốn nổi lên là nó nổi lình bình trên mặt nước vậy. Dạ luôn. Đúng rồi anh. Hoặc là khi mà mình thấy nó vậy một thời gian dài á, tại vì thường nó sẽ bơi dưới thôi. Khi mà nó nổi lên như vậy trong một thời gian dài là nó đang có vấn đề rồi. Cho nên mình lúc đó mình bắt đầu mình sẽ set up cho nó một cái chỗ để mình leo, để cho nó leo, cho nó nghỉ. Nói chung là vẫn phải quan sát nó, dạ, theo dõi nó. Ok. Trong chuồng mình có cần trồng súng trong gì không ta? Dạ không cần thiết đâu, nếu mà có thì cũng được, không ảnh hưởng. Coi như là đẹp thôi. Dạ để đẹp thôi. Ok em, vậy bây giờ nếu mà những bạn newbie mà muốn bắt đầu vô cái dòng ếch này thì em có 5 cái lời khuyên hay là lưu ý gì cho các bạn không? Nếu mà 5 tới 5 lời khuyên thì hơi nhiều. Hơi nhiều quá hả? Tại vì thực sự thì ở ếch này nuôi rất là dễ. Chỉ một cái lời khuyên duy nhất là các bạn không bao giờ để nước nó bị dơ. Vì cái nước này nó bị dơ nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới con ếch mình luôn, và nó bị liền luôn. Nghĩa là nó sẽ bị mắc những cái bệnh về da, về tiêu hóa, về hô hấp hay liền luôn. Còn về như thức ăn thì mình chỉ sử dụng những nguồn thức ăn sạch, giống như là cá mồi ở ngoài tiệm cảnh anh, tiệm cá cảnh thì khi mà mình mua về mình cần phải nuôi ở một cái hồ được sụp oxy trước, để cho những con yếu, những con bệnh nó thải bớt ra đi, rồi mình sử dụng những con còn sống mình cho nó ăn là tốt. Chứ phải rộng lại rồi con nào yếu là mình loại ra luôn. Dạ đúng rồi. Chứ mình cho nó ăn thì nó sẽ ảnh hưởng tới con pet của mình. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ok em, đó là về thức ăn. Về vệ sinh chuồng nuôi là không có để nước dơ. Dạ. Rồi còn lưu ý gì nữa không em? Và nhiệt độ nữa. Nhiệt độ đừng thay đổi quá đột ngột. Ví dụ như mình đang nuôi ở trong phòng máy lạnh, ở đây là 26 độ ha. Thì khi mà đang 26 độ vậy mà lại đưa ra nắng liền á, thì cái nhiệt độ nó thay đổi bất chợt. Nó sẽ làm con pet của mình sốc nhiệt, người mình chịu còn không nổi. Đúng rồi. Cái biên độ nhiệt độ nó thay đổi đột ngột mà dạ, nhiều quá là nó sốc nhiệt liền. Dạ. Thì chỉ có 3 lời khuyên đó thôi, còn như là ở ếch về đề kháng của nó cũng khá khỏe. Và có những bệnh nào thường gặp ta? Các bệnh thường gặp ở, em nói về Pacman thôi nha, tại vì những con này dường như em không có gặp bệnh. Pacman này thường hay gặp bệnh nhất, đó là cái bệnh bị phình bụng anh. Phình bụng là bị ứ nước á. Khi mà nước mình để dơ quá lâu, để quá lâu rồi thì nó sẽ bị ứ nước. Nó phình hai bên này, nó phình hai bên đó. Và khi mà nó bị phình như vậy thì cái nhiệm vụ của mình là mình logic thôi, bỏ nước hết ra, mình lót cái nền khô lại cho nó xả hết nước trong đó ra. Và cái thứ hai nữa, cái bệnh gặp con Bullfrog là bệnh về tiêu hóa, nó không tiêu hóa được. Lúc bé cái hệ tiêu hóa của nó rất là yếu. Thì hướng xử lý của nó là như thế nào em? Dạ hướng xử lý của nó là mình vẫn phải thay nước và mình cho ăn ít lại. Mình cho ăn vừa đủ thôi để cho nó không bị overload. Không bị overload ở trong bao tử của nó thì nó sẽ tiêu hóa tốt hơn. Mình có can thiệp bằng thuốc men gì không? Men tiêu hóa? Có, thực sự thì có anh, nhưng mà em không khuyến khích điều đó, tại vì thực sự thì mình nuôi hoàn toàn tự nhiên nó sẽ ok hơn. Nhưng mà nếu có thì mình sẽ sử dụng kháng sinh của người mình uống á. Mình bổ sung vào thức ăn cho ếch lúc size baby, thì song song với đó là mỗi tuần mình làm một lần, là để tăng cái đề kháng của nó lên. Riêng bé này thôi Còn hai bé này thì coi như là hầu như không thấy bệnh luôn. Không thấy bệnh, em không thấy bệnh. Rồi coi như là bị vấn đề về mặt coi như là chữ nước, tích nước, với lấy hai là tiêu hóa thôi. Dạ. Có ghẻ ghét nấm ghét không ta? Có ghẻ ghét thì em chưa thấy, nhưng mà có bị bệnh về mắt anh. Mắt hả? Dạ, khi mà nước dơ quá sẽ ảnh hưởng tới mắt. À, ảnh hưởng tới mắt của nó là có thể làm cho bé đuôi luôn. Đuôi luôn. Dạ. Thì mình sẽ cũng thay nước sạch. Cũng thay nước. Nói chung là cái điều tiên quyết đầu tiên khi nuôi ếch là phải thay nước. Phải thay nước. Như rồi. Cá vậy đó, mình phải thay nước sạch. Rồi có nhỏ mắt hay gì không? Hay là để tự làm? Không. Không nhỏ mắt luôn. Ok. Gì tính nói gì nữa nè, quên rồi. Hồi đó hình như lâu lắm rồi anh thấy có cái hướng xử lý cho cái phình nước là ta đắp kim vô ta rút nước ra. Đúng đó. Anh có anh, nhưng mà nó hơi bạo lực. Hơi bạo lực. Nhưng mà nó có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của các bé? Có thể sẽ có, tại vì khi mà anh đút kim vô nó sẽ có vết thương. Có vết thương mà cái lý do bị phình đó là do nước dơ. Mà khi người anh có vết thương nữa, vào cái nước dơ nó nữa thì nó thành nhiễm trùng. Dạ, thì cái đó nó hơi bạo lực. Tại vì ví dụ như góc độ của anh là không chuyên á, mà anh thấy cái cách xử lý mà mình đâm kim vô mình rút nước ra như vậy nó hình như nó không được khoa học lắm. Dạ, đúng rồi, nó tại vì nó thải nước thì nó thải theo cái đường khác, mà mình lại đi đâm vô mình rút ra. Dạ. Vậy thì hình như nó không có ok. Cho nên là hôm nay gặp em, anh tính hỏi kỹ lại cái đó thôi. Phải không? Theo anh suy nghĩ thì nó không có được logic lắm. Dạ. Cây cao hơn nó có chỗ chênh lệch là nó đã thải nước ra. À, nó dốc xuống là nó thải nước ra. Dạ. Nhưng mà cái nguyên nhân tích nước là do gì ta? Nguyên nhân tích nước thì cái đó hiện tại là chưa có nhiều cái sách nói về nó. Chỉ là em biết được cái lý do như thế nào là nó bị ứ nước thôi. Còn lại thì em cũng chưa có, tại vì thực sự thì thiên nhiên nó muôn loài, mình không nắm được hết các mình vẫn chưa hiểu biết được bao nhiêu. Đó là kinh nghiệm cá nhân của mỗi từng người thôi. Thì thật ra cái đó là cái điều hứng thú á, anh em mình cứ coi như càng khám phá sẽ ra được nhiều cái mới rồi. cái mới nữa, càng chứ không phải là nó học. Chỉ có nhiêu đây, càng chơi càng tích lũy kinh nghiệm được nhiều. Ok em, vậy bây giờ em có thể chia sẻ cho các bạn newbie là kinh nghiệm của em để chọn một bé ếch đẹp nó có những cái tiêu chuẩn gì? Kinh nghiệm của em với kinh nghiệm cá nhân của em để lựa chọn một bé ếch đẹp là khi đưa tay vào nó cắn như lúc nãy là mình lụm liền. À, có nghĩa là nó năng động. Dạ, nó năng động. Thứ nhất là nó năng động, nó hoạt bát. Và thứ hai là nó ăn tốt. Nó ăn tốt thì nó mới thấy đồ ăn, nó ăn rồi, nó phải phản ứng theo kiểu đó. Dạ. Đúng không? Thì còn những cái con khỏe nó mới có đủ sức để nó săn mồi. Thì nó thấy mồi nó táp vậy là có nghĩa là nó đang rất khỏe. Và còn nói về màu sắc thì tùy thôi, tùy khi mà mình đang, mục đích của mình là đang tìm một con ếch màu gì. Ví dụ như mình thích màu vàng thì mình tìm những con màu vàng nó có ít cái hoa văn nhất có thể. À, ít hoa văn nhất hả? Ít hoa văn nhất có thể thì nó sẽ sáng cái màu chủ đạo của nó lên. À, đó thì những cái điều đó là tiên quyết nhất khi mà đi lựa một bé. Có chơi hoa văn gì không ta? Ví dụ như người ta có chơi hoa văn nó gọi là nó đều hoặc là nó đối xứng. Dạ có, dạ có. Ở Pacman nó có một cái loại gọi là không hoa văn luôn. Sẽ trơn hết luôn người nó. Ví dụ như nó màu xanh, nó sẽ màu xanh matcha. Xanh matcha, dạ, xanh không có xanh. Không có một chút xíu nào gọi là hoa văn nào đây luôn. À, coi như là xanh lè nguyên con luôn. Dạ. Rồi có những con nó xung quanh người nó sẽ không có một miếng hoa văn nào. Ở giữa nó sẽ có 4 chấm thôi. Gọi là 4 chấm, gọi là Pacman 4 chấm. Còn một số con như Pikachu nữa. Pikachu Pikachu người nó sẽ vàng hết. Và như là nó có hai cái má đỏ hai bên. À, cái con Obino này. À, dạ. Đỏ hai bên giống như con hai cái lỗ tai của Pikachu vậy. Không, hai cái luồng điện. À, hai cái cục má. Hai cục má của nó đó. Pikachu. Ok. Bên Batman này nó có những cái con gọi là nó có cái kiểu hình độc lạ không ta? Đặc biệt so với dòng khác. Có anh. Có ví dụ như sừng. Nó có cái loại ớt sừng nữa. Ớt sừng hả? Nhưng mà ớt sừng nó không được xếp vào chi Pacman. Nó được xếp vào chi ớt sừng. Cùng chi khác loài. Cùng chi khác loài. À, cùng một cái nhánh nhưng mà khác cái loài. Dạ, đúng rồi. Ok. Nó sẽ nhìn y chang con Pacman nhưng mà nó có hai cái sừng ở trên hai con mắt của nó anh. Và sừng của nó rất là dài. Anh thấy cái cộng đồng mà chơi ếch cũng khá là đông á. Dạ, khá mạnh luôn anh. Mạnh luôn á. Thấy anh em chơi hồi đó anh em chơi mạnh lắm. Dạ. Anh thì anh bây giờ vẫn vậy anh, bây giờ vẫn vậy. Bây giờ các anh em ở miền Tây, miền Nam mình chơi nhiều lắm. Hồi xưa chỉ có ngoài Hà Nội là chơi mạnh. Thì sau này bắt đầu trải vào đây. Anh em thấy cũng hay ốp yết đồ, cũng khoe làm lai tạo sinh sản đồ, cũng khá là hấp dẫn. Có các anh ở Sài Gòn này sở hữu 6-7 con bullfrog á, mà nặng gần 2 kg, thậm chí 2 kg luôn. Bự à, cái này. Dạ, bự lắm, bự hơn vậy anh chị nhiều. Bự hơn vậy luôn hả? Dạ. Ôi, khủng luôn. quá dữ luôn. À không, 8kg, 8kg là thành con... 8kg ảnh chó rồi em. Chó rồi. 8kg ảnh chó rồi. Bữa cho anh coi hình nó bự bự. 8kg 4 con. À 8kg. Quá là hay luôn. Hay không các bạn? Nãy giờ các bạn nghe Chiều chia sẻ về cái dòng ếch Batman nè, Wolford nè, gì ếch hề nè. Thì anh đặt hàng ở nha, một con nó bự bự nhớ chia cho anh nha. Dạ rồi. Ok, anh coi nó làm hề, anh cũng phải làm hề đâu nghe. Để anh coi coi nó làm gì anh học. Ok các bạn, thôi chúng ta tạm đóng cái topic về ếch ở đây ha. Cũng rất là nhiều thông tin nó hấp dẫn hồi nãy giờ, chúng ta có thể tổng kết lại. Thứ nhất là khái niệm về ngủ khô là gì nè, dạ. Ha. Rồi cái gì ta, gọi là khi mà chúng ta tương tác với cái da của ếch thì lúc nào nó cũng có một cái lớp nước, lớp ẩm, yeah. Đó, thì chúng ta tương tác vô thì tay chúng ta cũng phải làm ướt luôn để chúng ta đụng vô không làm các bé nó bị phỏng ha. Bởi vì đối với ếch thì cái da tay chúng ta nếu mà khô thì nó rất là nóng, yeah. Đối với bé nó. Ok, mình tổng kết lại còn học được gì nữa không ta? Một cái nữa là phải thay nước. Ha, phải nuôi ếch thì nước lúc nào cũng phải sạch, nói chung là thay mỗi ngày á, dạ. Chứ không phải ở dơ làm biến được. Cái thứ tư nữa là cái vụ mà tưới tinh lên trứng á, con cái nó sẽ đẻ cái trứng trước, xong rồi con đực nó sẽ tưới cái tinh trùng lên, thì nó sẽ cái việc mà thụ thai nó sẽ diễn ra ha. Nó rất là lạ so với lại đại đa số những cái giống loài khác. Nó hơi nhàm chán. Nó hơi nhàm chán ha. Không, anh nghĩ tụi này nó vô mùa là nó đã hưng phấn sẵn rồi. Dạ, rồi. À quên, còn một cái này rất là quan trọng, làm sao phân biệt được ếch đực với ếch cái? Ở Bắc Mang anh thì mình sẽ coi vào cái chấm chân, cái chấm chân mà bây giờ nó nhỏ quá em cũng không có thể hiện được ở đây. Ok, em cứ mô tả đi. Mô tả sao được ta? Phú mô tả giùm anh. Con đực ngay cái ngón cuối cùng của nó có một cái mút để nó bám ngưỡng cái. Cái rò tột đó, cái mút á. Nó nằm ở vị trí nào? Ở cái bàn chân trước của nó. Hai bàn chân trước là nó có giống như một cái râu. Để... Một cái lỗ mút lên. Lỗ mút. Để bám người cái. Bám vô người cái. Ồ. Còn con cái thì không có. Cái không có. Nó nằm ở vị trí nào em có thể chỉ không? Đây, vào đây. Thường là nó nằm ngay cái ngón chân cuối này anh. Đây đoạn này. Nó bắt lên ta coi được không ta? Được anh, được anh. Nó hơi nhoi. Con này có cái này. Đây cái, thường nó nằm ở đây nè. Dạ. Nó có một cái lỗ. Dạ, nó cái lỗ nó nhô lên đó. Nó bám vô cái. Hay ha. Ok các bạn, động vật đó, nó có những cái loài á, mà chúng ta sẽ phân biệt giới tính qua những cái gọi là những cái gì ta? Những cái đặc điểm mà nó giúp cho cái việc giao phối. Đúng giống rồi. Như là con rùa á, con rùa cạn á, thì mà chúng ta phân biệt đực cái bằng cách là chúng ta coi cái yếm nó có lõm hay không. Nếu mà lõm là đực, còn không lõm là cái. Thì cái mục đích của lõm này á, là để lúc mà nó giao phối á, con đực nó gác lên con cái, nó có cái chỗ lõm này nó giữ lại, nó không bị trượt, nó không bị trượt qua lại. Thì chúng ta nhìn như vậy là chúng ta sẽ phân biệt được đực cái. Thì giống như bạn ếch này là con đực nó sẽ có hai cái lỗ ở hai cái chân trước nó, để nó mục đích là nó bám vô, nó ôm con cái để nó phối. Lúc mà con cái nó đẻ cái trứng á là con đực cũng đã bấm, dạ, ôm trên đó nó tới luôn. Có nghĩa là con đực nó cũng ôm lên con cái, rồi con cái nó sẽ đẻ trứng xuống nước, rồi con đực nó mới tưới tinh trùng lên. Ok. Ok các bạn, thôi chúng ta tạm đóng cái topic ở đây. Anh em nào mà muốn sở hữu một bé ếch để mà có những cái trải nghiệm chăm sóc nè, rồi qua đó kích thích cái tinh thần học hỏi của mình, tìm hiểu mày mò đồ này nọ, thì có thể liên hệ với lại HT Exotic Zone ha, để rước cho mình một bé về. Có thắc mắc về vấn đề kiến thức, cách chăm sóc hay là cái gì đó khác á, thì có thể nhắn tin cho shop hoặc là nhắn tin cho Chiều sẽ nhiệt tình tư vấn cho anh em luôn. Ok, mình tạm đóng cái topic ở đây để mình qua cái giống loài khác ha. Có thể hôm nay mình sẽ quay ở đây tới khuya luôn đó các bạn, tại vì rất là nhiều luôn. Ok, bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người.